Bao nhiêu? Kênh bao nhiêu? 2-3 cái, 3-4 cái, 5-6 cái. Xin chào mọi người, thế là sau mấy tháng mùa đông u ám á, thì bây giờ mới cảm nhận được sự sống của mùa xuân nè. Ở chỗ mình á, thì tại vì ở trên núi nha, cho nên mùa xuân á, nó càng đến muộn hơn ở những chỗ khác nữa. Chỗ của người ta là người ta có từ một tháng trước rồi, nhưng mà bây giờ chỗ mình là mới bắt đầu á, là cây cỏ, hoa lá mới bắt đầu nó đâm chồi nảy lọc. Cái này á, là tiếng của máy bay trực thăng á, hoặc là máy bay quân sự á, cho nên nó hơi ồn. Đứng từ ở trên đây nhìn xuống á, thì mọi người sẽ thấy được toàn cảnh chỗ tụi mình ở nè. Thì tại vì đây là vùng quê cho nên không có nhiều người trẻ như tụi mình đâu. Đa số sẽ toàn là những người già. Rồi hoặc là những cái nhà người ta dùng chỉ để nghỉ dưỡng thôi á, lâu lâu người ta tới một lần. Bây giờ là tụi mình bắt đầu vào mùa bận rộn rồi á. Cứ mà có thời gian rảnh nha là tụi mình sẽ đi ra ngoài làm vườn nè. Như hôm nay nè là mình nhờ Alex là chùi rửa cái bồn này nè để mình trồng cây cần nước. Là tại vì ở nhà thì không có ao hồ á, cho nên là phải lấy cái bồn này đựng nước xong rồi sau đó bỏ cái cây cần nước vào thì nó mới phát triển nhiều, chứ không thì không có đủ ăn. Hey, j'ai plein d'orties. Je vais nettoyer les orties déjà. Cái cây cần nước này là được bạn cho, bây giờ mình sẽ trồng thử coi là nó có ra được nhiều không. Cái này nha mà làm bún cá hoặc là xào thịt bò ăn ngon lắm. Nặng không? Nặng không? Lắm. Nặng không? C'est lourd. Không nặng. Không nặng. Đủ không? Em nặng lắm gì? Đang trồng cây mệt quá. Ê, xong rồi cây nó má đâu bác? Hả? Đây là cây long má nè. Xong rồi giờ làm sao lấy ra bỏ nhầm. Cái cây rau má này nè là mình phải trồng ở trong chậu, ở trong nhà. Xong rồi bây giờ là thời tiết ấm thì mình mới đem ra ngoài. Năm nay mình rút kinh nghiệm, mình không có trồng ở trong vườn nữa. Hồi trước á, mình trồng ở trong vườn xong rồi mình nghĩ là nó sẽ lan nhanh. Nhưng mà không, tuổi ốc sơn nó ăn sạch sẽ luôn. Nó ăn không chừa một cọng. Ở quá cho con rượp nha. Cái con này nó ăn. Ah, ça c'est des lierres. Et c'est pas bon ça. Et ça s'accroche aux plantes en plus. Con rệp này nhiều ghê luôn, cắt làm sao chỉ nó. Cây này là cái cây cái gì ta, cây tắc nè, mà nó chết rồi, thấy đen hôi à. Để hồi đứng sau giờ mình sẽ trồng cái này. Cái này là hoa trà mọi người, mà hết hoa còn lá rồi mà. Ăn gì
nhiều dữ vậy, ăn một cái thôi. Ok ok, đủ không? Đủ rồi. Xí chua. Mais mais comment on fait? Il faut enlever le. Oui, il faut l'enlever ça. C'est exactement comme la choupa. Ouais. Attends, je mange, j'enlève déjà la peau. Non, ça n'a pas du tout le goût de la rhubarbe. Mais c'est bon? Ouais, c'est bon. Mais je vois pourquoi c'est tout seul, c'est moyen, mais je vois pourquoi c'est utilisé avec la rhubarbe. Ouais. Mm-mm. Tu veux goûter? Ouais. Ah, toi, t'aimeras pas, c'est acide. C'est acide. Mais je comprends, pourquoi ils aiment bien dans les soupes. Ça va bien après. Oui, ça va. Cái này mà nấu canh chua chắc ngon nè. Được á. Nấu canh chua. Canh chua. Canh chua. Nấu canh chua. Với rau nhật. Ăn cũng được. Ăn cũng được. Ăn cũng ngon. Bao nhiêu? Canh bao nhiêu? 2-3 cái, 3-4 cái, 5-6 cái. Nè, nó mọc quá trời luôn nè mọi người. Đó. Này nó mọc mà bây giờ bên Pháp là mọi người không biết làm sao để mà diệt nó luôn á. Rau nhất bình. Dạ. Cái này đằng sau thì là mấy cây cherry. Cây cherry. Đây là cây táo. Chắc đủ rồi đó anh ơi. Đủ không? Đủ rồi á. Như đây ăn chua lẹ chua lét ngồi luôn. Dạ. Đi Vi về. Đi nào. Dạ đi nấu canh chua. Đi nấu canh chua. Giờ thì đi. Nó gần xịt nhà mình à. Đi bộ có mấy phút là hái được. Cái đấy hái được mấy cái rồi. 2-3 này chắc 1-2-4-5 cái. 5 cây. Ăn thử thôi. Ăn nhiều quá sợ chua lè cái nồi. Avec chuẩn bị chuẩn bị nấu canh chua. Chuẩn bị nấu canh chua. Yeah. Với rau Nhật Bản. Nhật Bản. Cái cây này là nó có xuất xứ từ Nhật Bản. Thì nghe đồn là có một cái người nào đó, người ta đi qua Nhật chơi, xong rồi người ta mang cái giống cây này về trồng. Thì bây giờ là nó lan ra khắp nước Pháp luôn. Mà không có cách nào mà diệt được nó luôn á. Như Alex là hồi năm trước là Alex chuyên gia đi nhổ nè, hoặc là đào tận gốc á. Nhưng mà năm sau nó vẫn mọc lại y chang luôn. Xong rồi năm nay thì ở trên một cái nhóm làm vườn, Hoa mới vô tình là thấy mọi người nói là cái cây này nè là ăn được, nấu canh chua ăn rất là ngon. Thì Hoa với Alex mới kiểm tra lại ở trên mạng là coi cái cây này có đúng là ăn được không. Chứ nhỡ mà ăn mà lỡ bị gì thì cũng mệt. Lỡ cây mà có độc thì ăn cái miệng hại cái thân nữa. Xong rồi cái khi mà coi lại trên mạng thì đúng thì là cái cây này ăn được nha. Ở Pháp là cũng có một số người, người ta làm bánh này là tại vì nó có cái vị chua. Thế là Hoa với Alex mới đi ăn thử thấy ok á, thì bây giờ tụi mình mới hái vô nấu canh chua nè. Mà cái này á, Hoa thấy nó giống như bạc hà á, cái cây dọc mùng á, là tại vì cũng phải tước vỏ ngoài á, xong rồi sau đó là mình cắt từng khúc. Mà cái này nó nhỏ, nó dễ gãy hơn bạc hà nhiều. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay tụi mình ăn cái gì nè? Ăn canh chua.
Canh chua với lại gì nữa? Vậy rau nhát bình. Rau nhát bình. Nhật Bản. Ừ, đúng rồi. Còn cái này nè là cái gì? Cá khô. Ừ. Hôm nay thì tụi mình sẽ ăn canh chua với cái rau hồi nãy mà tụi mình hái á. Còn cái này thì là khô cá dứa của dì mình cho. Ok, giờ mình ăn nha. Ừ, ăn đi. Ăn thử canh chua ngon không? Cái muỗng này múc nè. Được không? Ngon không? Canh chua là thích ăn giá nhất. Ngon thật. Ngon. Canh chua mà ăn với gì ta? Với cá kho á, hoặc là ăn với khô nè, mặn mặn á, kiểu mặn mặn canh chua ngọt ngọt. Trời ơi, hào cường. Ngon không? Ừ, ngon. Em thích cá này không? Thích. Hơi nặng hả? Ça va super bien les herbes japonais. Super bon. Ừ, ça va bien avec. Ừ. C'est dommage qu'on ne cuit pas beaucoup. Mmh. Mmh, non. Non, vậy rau nhất bằng. Tính là ăn nó ngon lắm mọi người. Cái rau nó ra cái vị chua cũng giống như là thay vì mình nấu canh chua bằng me thì bây giờ mình bỏ cái này vào á thì nó đỡ. Ngon á. Để mai mốt bữa nào mình nấu thử canh chua mà nó không á, mình không có bỏ thơm với dứa coi có ngon. Anh lại ăn nữa. Anh lại khoái rồi. Nếu thấy ăn canh chua. Anh mới mốt đi ra hái nữa ăn. Ừ, ăn nữa. Anh sẽ ăn nữa. Ừ. Còn ở trong nồi á, chúng ta kho ngon biết ngon không con? Ừ, nó sẽ bổ không sao. Ừ. Đủ. Bây giờ là chuẩn bị là phải đem cây ra ngoài, xong rồi rải hạt này nọ. À không, đầu tiên là phải làm cái vàng. Mình phải làm cái vàng bầu, vàng bí á, với là vàng su su á. Xong rồi sau đó là đợi mà sau ngày 15 tháng 5 á, thì mới đem cây ra ngoài. Lấy ăn nữa không? Lấy nữa. Ừ. Nữa. Ừ. Để đi lấy. Quand ils ont raison. Hả? Les Vietnamiens sur internet, ils ont raison, ça va super bien. Il y a plein de trucs qu'on peut manger qu'on sait pas ou on fait pas attention. Non. Cảm ơn em. Tính là mình dùng cái rau chua hóa ngoài á. Thay thế bạc hà ăn được á. Anh biết giỏi ăn cơm nhiều. Ăn cơm. Anh thích ăn cơm. Ăn cá nữa không? Ừ, nữa. Kho cá dưới này nè, là của dì Út á, mình mua bao nhiêu ta? Mua cho 3 kg để đem qua Pháp ăn dần. Cá người ta đã đóng chân không lại rồi, xong rồi sau đó mình chỉ việc đem qua đây thôi. Ngon. Ngon. Thiệt nha, chỉ cần có tô cơm xong rồi ăn khô như vậy thôi. Đúng vậy. Khô này đem qua xong rồi cái mình để trong tủ đông á. Rồi mỗi lần ăn thì cứ lấy khoảng vài khúc ra chiên.
là không có hư hao gì. Anh cơm lúng ăn cơm. Thế mỗi lần ăn cơm với canh chua là ăn nhiều lắm. Ừ. Thích canh chua lắm. Không thích. Giờ phát hiện cái rau này chắc phải nấu thường xuyên canh chua chứ không. À không thì chắc nó còn lâu. Cái cây quỷ này nó mọc tràn lan lắm. Không à. Rồi, hai đứa mà ăn hai chén cơm. Lại ăn luôn rồi. Cái này gần hết một tô cơm luôn. Nhà lấy đồ bún. Hai đứa thích ăn ghê. Hoa là chỉ thích ăn canh chua. Ăn canh chua không gì nè. Xong ăn khô. Không có cần phải nấu chi với cá hay gì. Hoặc là Hoa thích ăn canh chua tét. Ừ, ngon. Mama đi rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây nha. Nếu mà mọi người thích kênh của mình thì mọi người bấm thích và đăng ký kênh Hoa và Alex Cuộc Sống Pháp. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha. Mọi người có thể bấm thêm ở đây để xem tiếp những cái video cũ của tụi mình nè.